Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã có nhiều biến động bất ngờ và có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau xung quanh những biến động này. Và để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn những biến động trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chúng tôi đã mời tới trường quay ông Hoàng Gia Nam, chuyên viên khách hàng cá nhân cao cấp công ty chứng khoán MBS. Rất cảm ơn ông Nam đã nhận lời mời tham gia chương trình. Và thưa ông Nam, thì như chúng ta đã biết, VN Index đã có những biến động rất là mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua và đã có những lúc nó mất tới 20 điểm. Rất là nhiều ý kiến đưa ra về để giải thích cho cái vấn đề này. Và một trong những cái luồng ý kiến nổi bật đó là áp lực vay ký quỹ margin. Rất là nhiều người đang đề cập đến vấn đề này. Về phía ông, với tư cách là một chuyên gia, thì quan điểm của ông về cái việc ký quỹ margin này là như thế nào? Thưa anh, thì thực sự trong thị trường thì chúng ta thì cũng có quan tâm đến cái yếu tố này. Và trong một số phiên gần đây, khi mà thị trường tăng nóng thì cũng có xảy ra một số tình trạng là một số cái nguồn cho vay margin của một số công ty thì cũng hơi căng. Ấy thì đây cũng là những cái yếu tố về kỹ thuật về dòng tiền của thị trường thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì cái vấn đề này thì các công ty chứng khoán hoặc là các đơn vị kinh doanh thì sẽ nghiên cứu để mà giải quyết cái vấn đề này tại nội tại của từng công ty. Thì song song đấy thì đây cũng là một phần mà thị trường thì cũng đã đề cập đến cái việc mà có thể là do thị trường tăng nóng quá. Thì đây cũng là có thể là một cái lời cảnh báo đối với một số nhà đầu tư ngắn hạn mà sử dụng cái đòn bẩy cao thì cũng nên lưu ý, không nên quá lạm dụng cái margin trong cái những cái giai đoạn mà tăng nóng như này. Vậy là theo cách hiểu cá nhân tôi thì nó cũng kể cả có ký quỹ margin đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chỉ là một cái bước điều chỉnh kỹ thuật cho thị trường trở lại với lại đúng cái vị trí của nó mà thôi, đúng không? Chứ còn trong rất là nhiều các cuộc nói chuyện gần đây thì chúng ta đều cho rằng là cái đà tăng của thị trường vẫn là mang yếu tố quyết định. Tuy nhiên thì cũng có người nói đến rằng là cái việc thị trường điều chỉnh mạnh trong mấy phiên gần đây một phần nhỏ là áp lực vay ký quỹ margin và phần nhiều hơn đó là những cái quyết định chốt lời từ phía nhà đầu tư. Vậy thì theo ông, nhà đầu tư chốt lời hay ký quỹ margin nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian tới? Thưa anh, thì nếu mà chúng ta nhìn một cách thực tế thì thị trường nó cũng gồm nhiều yếu tố. Cái vấn đề là về yếu tố về ví dụ như căng nguồn margin cũng là một yếu tố. Và thứ hai là trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thấy thị trường có những phiên tăng 30-40 điểm. Thì như vậy thì cũng khá là nóng. Tại vì trong một vài tuần trước thì như chúng ta đã có trao đổi với nhau ấy thì thị trường cũng hoàn toàn đi đúng những cái gì mà chúng ta đã dự đoán trước đấy. Thì tuy nhiên thì khi mà số lượng cổ phiếu, tất cả các cổ phiếu gần như là thời gian vừa qua tất cả cổ phiếu đều tăng và tăng rất là mạnh mẽ. Thì như vậy thì dĩ nhiên là sau đấy thì áp lực chốt lời của một bộ phận nhà đầu tư, thậm chí là kể cả nhà đầu tư nước ngoài thì có những phiên họ cũng bán ròng khá lớn. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta cũng phải lưu ý khi tham gia mà nắm giữ chặt cái cổ phiếu trong giai đoạn này. Chúng ta cũng nên linh động một chút xíu. Rõ ràng là nhà đầu tư cũng sẽ phải cẩn trọng hơn. Tôi thấy rằng là dù là có điều chỉnh nhưng mà nói chung thị trường thì vẫn rất là lạc quan về cái đà tăng trong thời gian tới. Và cái tâm lý của nhà đầu tư thì hình như là số nhiều người ta vẫn kỳ vọng vào những cái đà tăng trong thời gian tới một cách nhiều hơn. Và thậm chí là rất là nhiều người đã nghĩ đến cái ngưỡng 1.000 điểm sẽ bị phá vỡ trong thời gian tới. Cá nhân ông nhận định về vấn đề này như thế nào? Thì anh thì cũng như những lần trước mà tôi đã nhận định thì các ngưỡng 900, 940, 950 và ngưỡng 1.000 thì cái vấn đề điểm số nó thực sự trong giai đoạn này chúng ta cũng không phải là quan trọng. Đó là một phần. Vâng, tại vì trong cái giai đoạn này thì tăng lên một cái ngưỡng điểm nào đấy đều là kỷ lục hết. Tại vì đã quay lại cái mốc rất 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 lâu từ trước đây là khoảng 10 năm rồi. Ấy thì với lại kết hợp thứ hai là do cái một số yếu tố, ví dụ như trong thời gian vừa qua chúng ta thấy thị trường có tăng bởi một số yếu tố dẫn dắt thị trường, ví dụ như những mã cổ phiếu ví dụ như là Vietjet hoặc là SAB vân vân Bia Hà Nội vân, những cái mã đấy thì cái vốn hóa lớn nhưng mà cái thanh khoản nó không cao thì những cái cổ phiếu đấy mà biến động rất nhiều trong phiên thì ảnh hưởng khá nhiều đến phiên đấy. Rất cảm ơn ông Hoàng Gia Nam đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng những thông tin có được từ cuộc trao đổi vừa rồi sẽ giúp ích phần nào cho quý vị trong việc đưa ra quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán trong các phiên giao dịch tới đây. Và cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tin Sáng của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.